Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951, năm 2021 Tân Sửu, giàu sang phú quý, tiền tỷ trong tầm tay, nếu biết nắm lấy cơ hội. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Tân Mão thường là những người tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, không trông cậy, dựa dẫm vào bất kỳ ai. Người tuổi Mão mệnh mộc khi gặp phải khó khăn, luôn tự tìm cách giải quyết, không muốn ai xen vào cuộc sống của mình. Họ lạc quan và rất yêu đời, luôn mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh, ít khi để bụng, muộn phiền vì một điều gì đó. Tuổi Mão sống rất thực tế, họ không thích những chuyện tình quá mơ mộng, hão huyền, nhưng lại luôn muốn được người mình yêu chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc. Tuổi Tân Mão vừa trải qua một năm phạm phải hình thái tuế, đầy khó khăn và nhiều trắc trở. Nhưng nhờ có tính độc lập, kiên trì nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, nên sang năm 2021 đổi vận một cách nhanh chóng. Trong năm 2021, tuổi Tân Mão sẽ có cơ hội đổi đời, giàu sang một cách nhanh chóng, cuộc sống an nhàn hưởng thụ, tiền của nhiều như núi. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Tân Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình tuổi Tân Mão trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951, năm nay tuổi cũng đã khá cao, bản mệnh vẫn giữ được niềm vui mỗi ngày. Bản thân mệnh chủ sẽ thích khám phá những điều mới mẻ, lấy đó làm động lực sống mỗi ngày. Về tổng thể vận thế của người Tân Mão sinh năm 1951, năm 2021 không có nhiều biến động. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu âm thổ lộ xuất thiên tài, tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người Tân Mão sinh năm 1951 nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá thuận lợi. Còn về phần tài vận thì trong năm Canh Tý, bản mệnh sẽ có tài vận kém sắc. Bước sang năm Tân Sửu, tình hình cũng không khá hơn nhiều khi đầu năm và cuối năm chi phí tăng cao. Đồng thời, bản thân mệnh chủ sẽ tuổi tác đã cao, chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi để duy trì, thường lâm vào cảnh thu chẳng bù chi. Bản mệnh cần phải cân đối chi tiêu, tiêu tiền hợp lý hơn để không quá thiếu trước hụt sau. Sức khỏe khá tốt, song vẫn cần phải lưu ý những bệnh truyền nhiễm theo mùa. Ngoài ra, bởi tuổi già trái tính, bản mệnh có thể trở nên cố chấp, không giỏi giữ quan hệ với mọi người, sẽ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, nên người ta cần phải thông cảm, cũng như quan tâm, chăm sóc nhiều hơn để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Tân Mão sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Tân Mão qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Theo dõi tử vi 2021 Tân Sửu, sự nghiệp của tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Trong năm, gặp phải nhiều hung tinh nên mệnh chủ sẽ phải đối mặt với những áp lực nhất định. Tuy nhiên,
Trong năm bản mệnh có các tinh tứ lục chủ về công danh, sự nghiệp chiếu mệnh, những người Tân Mão nên mệnh chủ sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí. Nên thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể tham khảo ý kiến của mọi người. Đồng thời, hãy cẩn thận với một số hành vi ác ý từ tiểu nhân. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng, bỏ cuộc. Bạn cũng không được ảo tưởng quá nhiều về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, làm giàu, không lao động vẫn có lắm tiền, há miệng, chờ sung. Phải thật vất vả mới có thể có được thành quả đáng kể. Do bị hung tinh quấy phá trong năm Tân Sửu, cho nên sự nghiệp của tuổi Tân Mão bị đối diện với rất nhiều khó khăn. Để có thể phát triển sự nghiệp ở độ tuổi trung niên này, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1951 trong năm 2021. Về mặt tài lộc, Tân Mão sinh năm 1951 phải chú ý nhiều về tài lộc của mình. Tuy trong năm, thái tuế dù không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh, song vận may của Tân Mão chỉ ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay trong sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Chính vì vậy, những người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nên tiết kiệm. Bạn không nên phung phí vào những thứ xa xỉ và sử dụng thu nhập đưa vào tiền tiết kiệm. Dự đoán tử vi những người Tân Mão sinh năm 1951 sẽ bị tổn thất tài chính cá nhân. Nhưng đừng quá lo lắng về điều đó, tình hình sẽ không quá tồi tệ mà chỉ mất ít tiền. Có thể nói, theo lý thuyết phong thủy, đó là thật tốt khi chịu tổn thất tài chính bất ngờ lại giống như của đi thay người. Trong suốt cả năm, tốt hơn hết bạn không nên đánh bạc hoặc mua vé số. Tuy nhiên, nó cũng không quá quan trọng nếu bạn làm điều đó vui. Để có thể kích hoạt tài lộc, tăng may mắn và tạo nhiều cơ hội hơn trong năm 2021, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, sang năm 2021 do có sát tinh nhập hạn nên tuổi Tân Mão sinh năm 1951 gặp nhiều sóng gió. Nhiều nhà nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, cãi vã, thị phi, mệt mỏi, muộn phiền. Hơn nữa, tình cảm lại gặp được Tân Kim và Tỷ Kiếp. Mệnh chủ tuổi Tân Mão dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như xung đột với mọi người trong nhà, đồng thời cũng sẽ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã tranh chấp, cùng người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Trong họ hàng, gia tộc của người Tân Mão sinh năm 1951 thường có người bị đau yếu, xấu nhất thì xảy ra tang sự. Đồng thời, việc chăn nuôi bất lợi, gia súc, chim cảnh, thú cảnh có nguy cơ bị bệnh, phải chăm sóc bằng các biện pháp thú y và nặng có thể chết. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh có chiều hướng đi xuống, xảy ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Để có thể cải vận tình cảm trong năm thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Mệnh chủ sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu bạn đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh, hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bạn, vì bệnh có thể quay trở lại.
mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, trong năm bản mệnh sẽ dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Mệnh chủ không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.